Video clip này shop dụng cụ tóc.net sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu cây phủi tóc mini. Thì mẫu cây phủi này là toàn thân nó là bằng gỗ nha các bạn. Đó. Gỗ nguyên khối luôn. Thương hiệu Saofin. Thì cái thương hiệu này chuyên sản xuất mấy cái mẫu cây phủi tóc cho Bieber. Thì cái mẫu này có chiều dài tầm cỡ 12 cm thôi các bạn. Các bạn thấy nè, nó rất là nhỏ gọn luôn. Cái sợi lông phủi của cây phủi này là loại lông cứng nha các bạn ha. Thì cái bản phủi nó cũng khá nhỏ. Thì nó tầm cỡ 3 cm bản phủi thôi. Chiều dài thì tầm 4 cm. Thì các bạn có thể là sử dụng cái mẫu phủi này, chủ yếu là người ta sẽ phủi tóc trên lưỡi tông đơ á. Khi các bạn cắt xong á, các bạn sử dụng phủi trên dụng cụ như là lưỡi tông đơ kéo cắt tóc. Thì có thể là các bạn sử dụng để phủi tóc cũng được, xài rất là ok nha các bạn.